Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô áo của chú chó mèo hoặc bên ngoài là màu hồng. Đây là cái mũ đội đầu. Mái nhà mình sẽ tô màu đỏ. Nhà này mình sẽ tô màu xanh này. Bụi cây mình sẽ tô màu xanh. Quả bóng này mình sẽ tô màu cam. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.